Văn Hữu Trần xin kính chào các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ tang lễ cụ bà Trương Thị Gái, hưởng thọ 77 tuổi, của cha hòm Út Em ở Phú Quốc nha các bạn. Đây chuẩn bị làm lễ trai đàn chẳng tế nha các bạn. Đây mới ra cái giờ chuẩn bị thôi. Lát nữa tiến hành làm lễ mình sẽ chia sẻ các bạn cùng xem nha. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.